Vừa qua thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình khuyến mãi hành động cho yêu thương do công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam triển khai đã bước vào chặng cuối. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của các cơ quan thông tấn báo chí và đại diện khách hàng của Prudential. Đợt quay số cuối cùng của chương trình khuyến mại hành động cho yêu thương sẽ tìm kiếm ra 3 khách hàng may mắn nhất sở hữu giải thưởng, hiện thực hóa giấc mơ trị giá 300 triệu tiền mặt một giải. Trong tổng số khách hàng sở hữu hợp đồng hợp lệ của Prudential Việt Nam từ 26 tháng 8 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019, sau những vòng quay hồi hộp và đầy kịch tính với số lượng mã dự thưởng lên đến 140.266 mã, đã lộ diện chủ nhân của 3 giải thưởng giá trị nhất. Với giải thưởng đặc biệt này, Prudential hy vọng mang đến cho khách hàng cơ hội hiện thực hóa ước mơ và sẵn sàng cất cánh trong hành trình mới. Bên cạnh đó, 20 khách hàng may mắn khác cũng được trao tặng 20 phiếu du lịch trải nghiệm với giá trị tương đương 15 triệu đồng một giải. Diễn ra từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019, chương trình khuyến mại hành động cho yêu thương đã chính thức khép lại. Những giải thưởng với tổng giá trị lên đến 19 tỷ đồng đã lần lượt được tìm thấy chủ nhân may mắn của mình. Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay của Prudential với mong muốn tri ân đến các khách hàng đã luôn đồng hành cùng với công ty suốt 20 năm qua. Prudential không chỉ mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, những trải nghiệm tuyệt vời mà còn luôn lắng nghe, thấu hiểu và hành động để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.